Trời ơi. Trời ơi, chị Tư làm sáng giờ ướt trơn cái áo luôn rồi. Ướt cái lưng hết. Con chào hai cô nha. Mình chắc là vừa vừa đến luôn không hả chị? Dạ. Thì em lấy nhang cho nha. Dạ, rồi đúng không? Dạ. Dạ. Thôi với con mời cô với chị ngồi ghế đi. Cho thoải mái. Dạ. Cô Mỹnh ở đâu cô? Đức cũng gần đây nhưng mà không có dịp đi. Dạ. Hôm nay là dịp đi lên đây. Dạ. Rồi mình lên mình thấy mộ cậu Năm như thế nào cô? Thấy đẹp, đi tới dạ. Đó bên kia là nghe thơm rồi. Wow, đứng ngoài kia là con nghe thơm hả? Đứng ngoài xe là nghe thơm. Trời ơi. Thơm mùi hà thơm không thấy gì. Dạ, bông hoa đó, tại vì hoa nhiều lắm, hoa ly nè. Hoa ly quá trời luôn, hoa ly thơm lắm. Rồi cúc. Rồi hoa quệ, hoa hồng, đủ loại hoa hết. Rồi, đủ hết. Dạ. Hoa... như vậy là mình chừng nào mà tới có bị làm cái mộ hả cô? À, thì hôm trước á, là người nhà có lên đây á, có nói á, là trong tuần này hoặc là tuần sau là chắc chắn là sẽ hoàn thành cho cậu Năm luôn. Dạ, thì người nhà là khẳng định như vậy á, từ cậu Thành cũng như là cô Hồng Nhung. Dạ, thì mình nghe vậy mình cũng nói là rất là mừng luôn. Tại vì hôm hởm thì người nhà nói thì trong tháng 6 thôi, nhưng mà không biết là ngày nào, phụ thuộc với bên Hoa Duyên nữa. Dạ. Đẹp quá, đẹp. Có nghĩ cô với chị đó, ái mộ cậu Năm Vũ Linh ha. Dạ. Cậu muốn đi lâu lắm rồi mà bị bận. Có coi dữ cháu không à, suốt dạ. Ngày vuốt là coi này. Dạ. Hôm nay mới được lên. Cái xe đó hồi nãy đi kìa. Xe du lịch đó. Dạ. Để mới đi qua đó có xe. Dạ. Dạ. Từ dưới mình lên đây Hữu Đức. Hữu Đức thì chắc cũng tiếng mấy ha cô. Đi tiếng mấy tới á. Dạ. Đến đây thì phải nói rất là tuyệt vời rồi. Tại vì cái nhà của vườn chú Năm á thì đi hoài, anh Năm đi ngang hoài. Dạ. Đó là còn tự mắc giữ cháu ở nhà nè rồi chưa. Dạ. Đi bữa nay sẵn đi về. Mình đến nhà của cậu Năm lần nào chưa cô? À, đi ngang đó. Đi ngang đó ha. Ở cháu ngoại. Dạ. Ở gần đó. Dạ. Hôm nay trời nắng mà nói bà con cô bác đến đông thì phải nói rất là vui. Đến từ Thủ Đức ha cô. Thủ Đức. Dạ. Ngày Dĩ An, gần Dĩ An. Dạ, với em hả? Dạ. Rồi thôi để con lấy cho hai cô chai nước uống cho mát nha. Dạ. Thôi cái này giống như cái lọc của cậu Năm vậy mà. Con chào mọi người nha. Dạ. Quá đông luôn. Chắc là mình mới đến phải không bà? À đi công chuyện vậy, ở lấy thiêu lại. Dạ, ở lấy thiêu luôn. Dạ, tuyệt vời quá. Thì một lát rồi để con mời mọi người một chai nước nha. Hôm nay thì có đá, nước, đá ướp lạnh. Rồi, thôi con gửi mọi người một chai nước uống ha. Dạ, nước ướp lạnh. Dạ. Wow, tuyệt vời quá. Thôi bây giờ mình lấy cho cô một cái ghế ra mà để mình làm hết hỗ trợ kiếm nước cho bà đi. Rồi ok. Bốn năm chai gì đó. Rồi để con mang cái ghế vô. Đó, cái mình để. Dầu lái thiêu, lái thiêu là phải nói là cái vườn trái cây luôn á. Dạ. Bà con lấy thiêu gửi giao đến cậu Năm. Rồi. Thì bây giờ tụi con cũng gửi cho mọi người một chai nước nha. Phan anh để em lấy cho mấy cô, mấy bà mà mọi người một chai nước. Rất là lạnh luôn. Wow, lạnh tê tai luôn. Ôi nhanh ngày quên kêu vô qua tấm hình đó. Đã mồ. Cái này để lắm mình rửa lại. Lấy giùm anh chai nữa coi. Đủ chưa? Tầm được không? Rồi, được rồi đó. Dạ, con mời các cô, các bà, mọi người một chai nước nha. Cảm ơn dạ. Nhiều ha. Dạ, con gửi nha. Cảm ơn nha con. Dạ, mình uống nước cho nó mát. Đây cũng giống như cái lọc của cậu Năm vậy nha. Uống vô mọi người sẽ tăng cường sức khỏe. Dạ. Tuyệt vời quá. Dạ, còn một người nữa ha.
Dạ, để con lấy một chai nước nữa cô, con mời cô luôn. Vẫn còn thiếu một chai nữa đi. Hình như lát mà chắc anh em mình phải bỏ thêm nữa ha. Để bỏ thêm vô. Sắp cạn nữa rồi. Cô ơi, con mời cô một chai nước. Dạ. À, như các cô chú các anh chị thấy thì ở đây cũng có cô với anh là chuẩn bị là viếng mộ cụ Năm ha. Con chào cô nha. Dạ. Dâu nhà đúng không? Tuyệt vời ha. Dâu nhà luôn, lấy thiêu là cái cây mà. Đúng rồi. Mà đặc biệt là dâu nhà nha, không có thuốc gì hết trơn á. Bà nói là năm nay bà 84 tuổi rồi mà bà chưa thấy có đám tang nào mà lâu và kéo dài được, nhiều người mến mộ đi viếng như vậy luôn. Dạ, tuyệt vời quá bà ơi. Tụi con đi ăn bà cũng như là gia đình đã đến viếng mộ cậu Năm. Rất là quý luôn. Cậu áo đỏ này là 69 tuổi nè. Bác bên kia, bác tắc bạc 84 tuổi. Còn cô bên kia hình như là 70 mấy. 74. 74. Đau lưng á. Đau lưng. Giờ thấy cầm lưng á. Dạ. Hồi nãy cô thấy cô đi nhích nhích á. Đau lưng. Dạ đau lưng ha. Ba điện đấu đấy à? Thôi điện đấu cùng ra quý. Hiền đó, hiền ba điện. Bà có gặp cậu Năm ở ngoài chưa bà? Có. Wow, tuyệt vời. Giả mới bà gặp sao ở đâu? Gặp ở đâu bà? Không biết đường nào. Không nhớ luôn không bà? Dạ, nhớ gặp là vui rồi. Phải nói là ngày thường mà được như vậy quá đông ha. Dạ. Bất phải giờ nghệ sĩ mà bao nhiêu người mà đâu có được vinh hạnh như vậy, được quy hoàng gì. Dạ. Hôm nay bà đến đây chắc bà vui lắm ha. Lên đây hẹn đi giết mà mới dạ. Rửa mi. Đúng rồi, đi nè. Dạ. Bà ơi, con mới biết thông tin bà chồng của bà là nghệ sĩ không? Nghệ sĩ là ông anh cũng nghe hầu đó cũng ca hát vậy đó. Nó nói con dạ. Ai nói dạ. Bà kia nói. Bà dạ. Giờ con anh dạ. Bác cơ nhỏ thì cũng vậy, giờ cũng đờn ca hát vậy. Dạ. Dạ. Vậy là gia đình mình là nghệ sĩ ha. Mình có đồng hồ. Con vợ mến mộ lắm. Dạ. Tuyệt vời quá. Bà ngồi ghế đi bà. Bà ngồi ghế đi bà. Dạ. Ngồi chân. Đúng rồi. 13 người ghế đó. Dạ. Wow. Thế bà ơi, cho con hỏi là uống nước mát không? Mát. Tuyệt vời ha. Dạ. 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 Vậy là gia đình có truyền thống là truyền thống là hát cải lương. Bây giờ vẫn còn không? Vẫn còn. Dạ. Còn ca hát. Bây giờ mình hoạt động là đờn ca tài tử hay là cái gì? Này hơn nhạc. Dạ không có thích bằng cái cổ. Dạ. Dạ. Cả cổ quá đông. Cả cổ cải lương nhiều hơn. Có chú lên 4-5 người luôn. Cái này là trong gia đình mình đã sao mà giờ là chị em sớm. À chồng sớm. Wow. Dạ trời ơi quý quá, chơi chơi mạnh luôn. Trời ơi quý quá trời luôn. Dạ tuyệt vời quá ha, chơi mạnh phơi một chiếc xe 7 chỗ đi luôn. Vậy là 7 người hay sao bà? 7 người còn chị sao? 6 người với tài xế nữa ha. Dạ. Dạ. Vậy cô nghĩ là ở dưới là chắc ai cũng ái mộ cậu Năm hả bà? Cái mắt thì hình ra riết. Dạ, vậy là chòm xóm xung quanh là cây trái không đúng không? Dạ, lấy hiệu là phải nói là một cái dừa trái cây luôn á. Mà trái ngon không mà. Dạ. Đợi cô nghe. Dạ. Nhà bá có vườn. Dạ.
Tuyệt vời quá. Thôi tụi con cảm ơn các bà rất là nhiều ha. Cho tụi con chúc là các bà cũng như là ở sớm dưới á là vui vẻ, mạnh khỏe. Dạ. Tuyệt vời quá. Vậy mà con đang chưa xoay con. Dạ, trong tuần này hoặc là tuần sau bà ơi. Dạ. Là sẽ hoàn thành. Dạ, đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép và tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.